Hello, chào bạn. Thì như vậy vị tướng Butterfly sẽ tăng sức mạnh cùng với món trang bị kiếm chi hồn. Bởi vì món trang bị kiếm chi hồn sẽ được tăng sức mạnh trong phiên bản mới anh em ơi. Hầu như vị tướng đi rừng đều được tăng sức mạnh nhờ cái phép bổ trợ trừng trị và những món đồ đi rừng. Đặc biệt Butterfly rất hợp với món kiếm chi hồn trong phiên bản mới anh em ơi. Kiếm chi hồn trong phiên bản mới chúng ta sẽ có 90 công lý, 15% giảm hồ chiêu. Cái này thì kết hợp với món bùa xanh thì anh em sẽ có đến 35% giảm hồi chiêu rồi. Và lượng công lý cơ bản của món đồ đã 90, cộng với điểm tích lũy 15 nhân với 3, đó là anh em có 135 điểm công lý tối đa của món kiếm truy hồn. Đây thực sự được quá lớn anh em ơi. Rồi, thì trong clip này mình sẽ ở trong mặt test và test review cái trang bị kiếm truy hồn và việc tăng sức mạnh cho Butterfly với cái trang bị này. Thực ra thì Butterfly trong phiên bản mới thì không được tăng sức mạnh nữa, mà bởi vì vị tướng này đã được tăng sức mạnh qua rất nhiều mùa anh em ơi. Hầu như là 4-5 mùa liên tiếp mà Butterfly được tăng sức mạnh. Đến bây giờ thì nó cũng đã rất mạnh rồi. Và Butterfly vẫn được sử dụng trong đấu giải ở Việt Nam, ở bên Thái Lan cũng khá nhiều anh em ơi. Rồi, trận này Superman thì mình đánh rất hay. Với lượng công lý rất cao từ kiếm chi hồn thì đòn sát thương từ kỹ năng của Butterfly sẽ rất là lớn. Việc tiêu diệt tướng địch sẽ trong chớp nhoáng em ơi. Chưa thấy phiên bản nào thì mình thấy cái món kiếm chi hồn nó lại hợp với Butterfly như phiên bản mới em ơi. 15% giảm một chiêu, 90 công lý, không có hút máu. Đấy, thì không có tốc đánh. Cái này thì hút máu và tốc đánh thì Butterfly nó lại không cần em ơi. Nó cần công lý cao và thời gian hồi chiêu cao. Thì đúng là phiên bản mới nó lại thay đổi đúng vào cái điểm sức mạnh của Butterfly. Thực sự thì Butterfly sẽ tăng sức mạnh cùng với trang bị mới này, chứ chỉ số kỹ năng của chỉ số cơ bản của Butterfly không thay đổi gì anh em ơi. Vị tướng mặc dù là một cô bé thôi nhưng mà sở hữu tốc chạy 400, tốc chạy cơ bản là thuộc hàng nhanh nhất trên con đường bay. Rồi, đây là trận đấu đầu tiên mình test sức mạnh của Butterfly cùng kiếm truy hồn trong phiên bản mới. Cảm thấy là đánh cũng rất là phê anh em ơi. Đánh rất là thấm luôn. Đánh thường là rất là thấm rồi, chứ đừng nói đến kỹ năng. Nhất là kỹ năng 2 rất là thấm luôn anh em ơi. Butterfly thì thường có cái kiểu là ăn mạng dây chuyền. Khi mà anh em ăn được một mạng thì sẽ được mạng tiếp theo. Đó, ăn mạng dây chuyền hết sức nguy hiểm và dẫn đến việc là khi chơi Butterfly thì anh em sẽ có khả năng ăn được Quarter Kill và Mega Kill rất là dễ dàng. Ở con đánh Butterfly thì anh em dùng bảng ngọc mắc xuyên giáp anh em ơi. Thì sẽ có 100 điểm xuyên giáp ở bảng ngọc của anh em. Thì cái này thì anh em đều biết rồi anh em ơi. Thì nếu các bạn chưa có điều kiện mà ngọc cấp 3 thì anh em cũng dùng ngọc cấp 2 với chỉ số là cấp 1 lý đây. Xuyên giáp và máu đa rất thích hợp cho Butterfly anh em ơi. Rồi, thì cái này thì truy sát team mình này. Rồi, tiếp tục chết này. Đó. Ở trận đấu này mặc dù trong bản test thôi nhưng mà Superman đánh cũng rất là tốt. Phiên bản mới sẽ cập nhật trong thời gian sớm anh em ơi, bởi vì đã có thông tin thay đổi chỉnh sửa trên trang chủ Lincoln Mobile trên Canada rồi anh em ơi. Thay đổi về sức mạnh những vị tướng pháp sư, rồi những vị tướng xạ thủ, thì hầu như mình đã làm những video clip về những tướng đó rồi. Mình sẽ lên đồ phong cách đó là kết hợp với kiếm chi hồn nhiều công vật lý sát thương như này thì
một nhảy của butterfly sẽ rất là thốn. Như vậy đồ thì mình sẽ lên tầm 4 đồ công một đối thủ rồi anh em ơi. Đấy, như thế thì thì butterfly thì mới nhảy với kết thúc được tướng địch. Những vị tướng như Lauriel mình cần kết thúc luôn, chứ để không nhảy chết một phát chết Lauriel thì hết sức nguy hiểm. Vị tướng này nó bay thì nó phản đam với mình thì rất là nguy hiểm em ơi. Rồi cái trụ ít máu kìa. Rồi đấy, một đập phát chết luôn. Rồi nhảy phát chết anh em ơi. Tiếp tục nhảy một chết một thì chết hai. Cái này thì đây đánh bắp butterfly thì nó thường có hiệu ứng dây chuyền. Dây chuyền ăn mạng. Ok, hôm nay là cuối tuần rồi. Mình chúc các bạn một ngày nghỉ lễ cuối tuần là vui vẻ bên gia đình và bên bạn bè. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình, và anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách là xem quảng cáo nhá, và click quảng cáo ủng hộ mình khi mà nó quảng cáo hiện ra ở trong lúc các bạn đang xem video clip của mình ở trên YouTube. Ở quảng cáo thì cũng rất nhiều quảng cáo hay. Bởi vì quảng cáo mà, đa phần quảng cáo là quảng cáo hay anh em ơi. Có thể quảng cáo giới thiệu game bắn súng này, game này game kia. Các bạn có thể là tải ứng dụng đó, tải ứng dụng ở cái link quảng cáo đấy. Thì cái này cũng đó là ủng hộ mình rất là nhiều rồi. Chứ ở đây là cách duy nhất thì anh em ủng hộ mình ở đó. Và xin chào anh em trước nhá. Cái này thì nó sẽ giúp mình có thêm rất nhiều kinh phí. Mình cảm thấy là sát thương quá cao cùng với trang bị mới. Thành ra mình nói là butterfly tăng sức mạnh là ở kết hợp giữa phiên bản mới. Đó anh em, trời ơi, nhảy một phát lao eo chết luôn. Thường là một combo thì đã chết được một tướng địch rồi anh em ơi. Rất là mạnh, cùng với trang bị kiếm chín hồn được boost sức mạnh rất nhiều công vật lý anh em ơi. 135 điểm công vật lý, đó là cái chỉ số rất cao, gần bằng cái món đồ công vật lý cao nhất, đó 200 công vật lý là kiếm cái lanh clear rồi anh em ơi. Kiếm chi hồn trong phiên bản mới rất thích hợp cho Murad và Butterfly. Thực sự thì hai vị tướng này sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ kiếm chi hồn. Hy vọng là kiếm chi hồn sẽ mang một thời đại mới cho Butterfly và Murad trong phiên bản mới anh em ơi. Nhưng thực sự là rất là mong chờ. Phiên bản mới thì luôn có thay đổi mới, và thay đổi mới thì mỗi một mùa thì mỗi một vị tướng lại phù hợp với một meta mùa đó. Butterfly vị tướng rất nhiều trang phục và được gala khá ưu ái khi tăng sức mạnh qua rất nhiều mùa anh em ơi. Đấy, thành ra là cái trang bị thì nó cũng khá ưu ái cho Butterfly. Chỉnh sửa đến 15% hồi chiêu và 135 điểm công vật lý mắc hoặc cái kiếm chi hồn. Ok, đánh butterfly thì anh em hay dùng combo như thế này, đó là anh em nhảy chiêu 3 nhá. Sau anh em nhảy dùng chiêu 1 rồi dùng chiêu 2. Combo đó là 3-1-2. Thì rất là đơn giản và rất dễ trúng. Bởi vì nhiều anh em dùng butterfly thì ném chiêu 2 hay hột khi mà anh em dùng chiêu 2 trước chiêu 1. Bởi vì khi anh em dùng chiêu 1 rồi anh em dùng chiêu 2 thì nó sẽ định hướng cho chiêu thứ 2 dễ là tự động trúng mục tiêu. Đây dễ anh em ơi.
Đấy, anh em cứ 3, 1, 2 à, rất là dễ thôi. Không có gì khó khăn trong việc sử dụng combo của vị tướng Butterfly này. Sát thủ bướm bướm rất là mạnh. Ở phiên bản 1.1 thì hay gọi Butterfly đó là vị tướng siêu cấp sát thủ, bởi vì khả năng sốc sát thương, và từ đó thì đa phần là sử dụng Butterfly đeo danh. Còn món đồ cuối cùng này thì mình sẽ lên theo kiểu đó là khắc chế tướng địch. Anh em ơi, cái liềm là cái món đồ giao chi hồn này, nó sẽ làm giảm cái khả năng hồi phục máu của Lauriel và Sanyel. Khi mà đồ hình thì bạn có Lauriel này, được bố đây, hoặc là Sanyel, thì anh em sẽ lên cái món đồ giao chi hồn. Nó rất thích hợp cho những vị tướng sát thủ để khắc chế lại đội hình có những vị tướng khôi phục máu cao như Lữ Bố, Lauriel, Tara và thậm chí là Sanyel anh em ơi. Ok, đội hình team mình đánh khá là dơ dạc rồi. Bây giờ mình sẽ nhảy vào này. Đấy, một mạng rồi. Chết 1 thì chết 2, chết 2 thì chết 3, và chết 3 thì chết lốt 4. Anh em ơi, sát thương rất là cao. Từ đòn đánh thường đã, cái chỉ số đam của đòn đánh thường đã gần 1.000 máu rồi. Thế thì kỹ năng thì nó toàn hơn 2.000 máu anh em ơi. Rất là thấm. Ok. Đánh vào cái nhà thì 1k3 máu, các bạn thì thấy là sát thương từ Butterfly đó là vô cùng lớn rồi với cái trang bị kiếm chi hồn mới. Ok, và video clip mình review trang bị kiếm chi hồn mới có hợp với Butterfly trong phiên bản mới không đến hết rồi. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.